Dạ, trân trân kính chào quý ông bà, quý cô bác, anh chị và các bạn. Trưa hôm nay thì trân trân đang ra đến đây là một xóm nhỏ của thôn Bạc Vòng Tây, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Vì trân lý do mà trân ra đây cũng là ghé vào thăm gia đình. Một hoàn cảnh mà lúc trong tiệc trân có điện để giúp bà con ở thôn Bạc Vòng Tây, thì có trường hợp mà cán bộ thôn rồi hội phụ nữ nói là nên đến giúp, tại vì hoàn cảnh là quá tội, đó là nhà cô Lam. Thì trường hợp của cô Lam là cô thì cũng không được khỏe, đứa cháu ngoài, tại vì mẹ cháu bỏ đi, ba cháu bỏ thì mẹ cháu cũng bỏ đi, bây giờ ở nhà ở làm chăm nổ để nuôi cháu mà không đủ, quá khó khăn, không có tiền cho cháu đi học, cho nên ra riêng thì Trân mới có thể là về đây để mà giúp được, hay nhà hảo tâm giúp o được, thầy o chăm nổ đấy, ba cháu ngoài không có tiền để đi mẫu giáo luôn. Chào ngoài của ở đi trong này trong quả thực á, cũng giúp cho em cho con được một bịch sữa, vừa là con bé nó ngủ một đá ngủ cá nữa, à, quả thực á. Vậy nên là ba cháu bỏ đi à, lấy vợ khác. Rồi mới chứ giáo mì ở giáo mẹ cháu. Mẹ mẹ cực quá, mẹ nấu. Mà thầy ở đâu đi nhận qua bữa trước, ở đi đó, nhận qua trên chùa nữa là thầy nhờ chở mấy sư trở về, mấy điều trở về. Nhận qua chỗ mô là cũng nhờ trở về hết chứ. Bấm nước, bưng cho dâu và bột ngò, bột nêm không bưng được cho mô mà gào về thông như tôm, nực mặn, nực đồn nặng lắm đó. Bấm lần liệu xuống cái chân bị địa đêm á, mà chứ là tiên mổ. Bằng đau chịu được đó. Ngày ở chăm nọn là được mấy chục nó đang nuôi cháu luôn. Ngày thì bởi đã ăn cực ăn khổ, ngày hai chiếc là 40 ngàn. Ngày hai chiếc là 40 ngàn. Hai chiếc 40 không? Dạ, mà kiếm 20 đi chờ, còn 20 thì tăng điện, tăng nước, nói là khác lạc vào. Cho chăm người nọ mà kiếm 20 không? Dạ, buồn lắm, nhờ cô bị chú. Buồn lắm. Ngày 30 ngàn mà ngồi bắt đau lưng mà bị gái cục chồng nữa mà ngồi quá cái địa đềm nhé. Rồi loài chứng nên bê áp việc một báo thuốc mà tôi thuốc tràm khổ quá bỏ đạo lưng đó. Chắc ơi chỉ có tiếng mới mua tập ngoài không nổi. Ngày xưa thì ăn thì 20 ngàn mà mua. Mày mê mà 7-80 tuổi cho con sức khỏe mà ra chơi, cho ó đây cũng ra chơi. Đi, chắc là bà đấy mà bạn về chứ thì mua cái này nó cỏ thôi thì ăn được mặn chỉ giàu đời ở quần này rồi đó. Cháu đấy là mấy tuổi đó ha? Gần 5 tuổi, đi thằng 8 nhớ là lên lớp 1 á. Mới trường cho đi học này, tại nhà mà sau khi nó mềm là mẹ khẳng. Ở nhà sao kiếm được mè hả? Mè sao bay đi nên mới lắm cậy đi để mà mè gặp cái mè thầy. Thầy đường. Đúng đấy, 63 tuổi rồi mà thầy một nữa. Dạ. Nhưng mà tiền với trăm cho cậu 20 ngàn mua đôi với cậu thẳng cả tôi. Dạ. Ngồi nó chạy nước mắt. Dạ, tôi biết không? Ông hiểu không? Bởi là có mè. Ra riêng chưa đi làm nữa mà bị đau dày đấy mà tranh thủ ra thăm o. Thái cô Hoa ở Mỹ. Cô Hoa ở Mỹ giúp con thì cảm ơn. Cảm ơn cô Hoa ở Mỹ. Cảm ơn trong các bạn đi giúp làm việc mà giúp người nghèo khổ đau ốm. Có chi thì nhờ chị với anh giúp đỡ lo cho bản thân không khổ chứ lo cho cháu. Mà nhiều lúc đau vì sao mẹ cháu cũng đi rồi luôn chứ cũng nhà về cũng về thăm mà về thăm cũng có tiền muốn sửa cho cháu nữa từ áo cháu cho người ngoài kia cũng không tồi rồi xong thêm tham quan nữa đi nha do đó, mua sửa cho cháu vì mua bánh sửa cho cháu là cô Ánh Minh Nhật Huy à. Dạ. Ánh Minh Nhật Huy ở Mỹ là giúp có 500 1 2 3 4 5. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn anh Minh ở Mỹ đỡ cho người nghèo mua chục đổ gái chục cá chiếc bốn chục đi một chiếc cá chục đi mua đồ ăn cho cháu cho mềm cũng có mà ăn miệng nữa bởi vì ốm thì có thì mình dậy còn 20 thì liền được nhưng lúc mẹ chị thì mẹ cháu cũng cháu đi 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 chá
ai đồng cảm với em không ổn hết. Dạ, cảm ơn. Khổ đi, khổ. Nhà cửa nữa ai xây cho? Dạ, ở nhà của bà chị đang còn nhà cực quá nha. Mua bà chị bà cho. À, bà chị cho. Bà chị mà. Nhà gì cũng có cửa sổ luôn gì hả? Không có. Cửa tiền mà làm ăn được không mà ăn mà làm. Ở quê mà nhà cũng có cửa mà giờ đông không bóng quanh đi mà lành mua lành mua mưa mà chịu chứ nổi. Chị có cái cửa đi đó mà đây cũng có cửa. Lại cái sự thật mà cục đỡ đi đây nên nhân tôi mừng đáng mừng hứa tôi loa đi đây mà cái yeah. Gì vậy mà cục tâm chuột chuột nữa mà tâm hồn nữa. Dạ. Một điều đầu tiên là tuy là nhà không đẹp nhưng mà gì rất là sạch sẽ gọn gàng đúng tắc á. Cửa ngõ cửa sổ chị cũng có hết. Trước ní chắc cũng lục lồng rí con chạy hết cho phần nước cũng hết rửa nó mà nó té nó thôi chứ ai mà con té. Dạ thấy lục hết cái ní lục rồi đấy con giọt con tàn của đúng nhà rồi đó. Về mua nặng thì đợi chứ về mua mưa là cực đi chứ. Nhà không có cửa sổ đâu chứ hết bất khổng lồng. Dạ. Phải ngân hàng 20 triệu đâm cưới mà chưa có cả sơ hở bạc bố tu lên nữa. Đâm cưới ra ngân hàng đâm cưới cho con mà đến khi đẻ ra rồi bà bắt mì nuôi thêm giả, nữa. Giả cho mẹ rồi mấy tiền sổ mới trả cho cái ngân hàng mẹ mà không lẽ được đâu. Bắt mẹ tu đấy chứ. Mà có những cái căn khổ cái tầng cùng luôn. Khổ quá khổ lắm. Mới quá. Dạ. Hướng này có tôi cho. Bắt mẹ chút tiền mà chưa ra ngay. Đánh có tiền đấy. Dạ. Mai mà cũng đám mẹ tu bắt con đi phải. Con gái gì đấy hả? Con gái đấy. À. Đó ăn đó là mới cưới mà, xong. Mà chú rể là bỏ đi trước. Không, mới cưới đó đấy. À. Mà chưa hẳn ở bên mình quá cực ấy. À là gì con thêm người đi nữa. Có đứa đấy, có đứa đấy đấy. À, răng bẻ đi răng. Răng bẻ đấy, con hả? Nhá. Mà răng con khỏe mạnh rồi mà không nuôi. Nhá. Chị bẻ tên chi? Nguyễn Tấn Phương Linh. Phương Linh mà răng con khỏe mạnh rồi mà không nuôi mà để cho gì đau ổn đi mà nuôi. Quá cực ấy. Mà sợ đám quá bên thì rồi tội á. Tội chứ vẫn còn sức khỏe mà lo cho con mình chứ ai để cho mẹ ngoài nuôi. Cực quá ấy. Đi lâm hôn ngày được mấy chục ngàn mới nói cho gia đình để ông trả mù trả bến nó gặp cái nhà quả cực cái nữa. Yeah. Ông trả mù trả nuôi, ông trả mù trả nữa. Yeah. Bà mừng ấy, ổ mất chánh sữa đó. Yeah. Cái cửa mà có tôi lỗi đó rất thờ hứ mà phải dậy thẹp mà cột rửa chân tôi nó hỏi cột cái bằng toa xuống mà dọn vô mà lăn cái cửa đó mà chạy cột phải lấy nỉu để thăm yêu đỡ để đám đó. Dạ. 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 Đi vào thăm nhà mẹ em à, trong tiệc Trân Trân đã tao phần quà của anh Phan chị Hương điện mẹ bây giờ tiếp tục là ghé thăm mẹ này. Giữa phố thì đông đúc và nhà cao tầng thì có một căn nhà nhỏ mẹ em lọt trong cái góc sau này thì rồi chứ. Này có chiếc xe đẹp của ai, xe tư ga đẹp của ai này. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Dạ. À, chào mẹ. Ai nữa, em hả? Dạ, mẹ có. Mẹ ơi, không nhớ ai được con hả? Mà mẹ cũng thử ương bệnh. À, đúng rồi, thì ngồi đi ghế đi. Má, bác ơi. Để ghế cho mẹ ngồi chút thì nhỏ. Dạ, cậu ai đi, cháu đi, có việc với. Dạ. Cháu ghẻ, cháu có thể có mẹ. Dạ, có mẹ ăn thịt gà chứ không? Dạ, có thịt rồi. Dạ, ăn thịt gà. 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 Dạ,
có cô dưỡng ở Canada nói thôi tiếp tục đến riêng mấy chú mèo mua gạo tiếp yeah. Một kiều sáu nè cô dưỡng ở Canada để mình à là giúp mẹ một kiều sáu mà tiền mới chú cho là mới mới một cọc không đi đâu kiểm tra lại có sai gì không cho mẹ năm sáu bảy tám chín mười mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu nhà tiền thì mà mua ăn uống mấy con yeah. Mẹ mẹ uống mà mê thì ăn thì sống cái lại cháu chứ ai ra đúng quá mê mà ăn rồi nó có vui nhờ yeah. Chứ muốn lấy cháu thôi lấy cháu đấy có mê mà bỏ ra mê á nhà thì gần ăn cái ngon liền này nhé ăn ngon liền ăn mà đưa luôn quả hạt mắt nó thấy ôi nhà nó thấy lên cái tinh kia nhỉ gái cuộc sống được đoàn cũng cũng thích. Dạ thì tuổi nhà ai cũng năm khỏe như như con 18 đối mới được thì mẹ cố gắng. Rồi quá cực. Dạ, nhất cái rồi có một cống cũng việc mái mũ có được băng góc của mẹ không đây. Bọt dạ. Đẹp luôn. Dạ bọt đẹp. Hết cũng được. Đẹp cho mẹ cái rồi như thế nữa. Đó là chậu mẹ đó là ai vậy? Dạ chậu mẹ đó. Chậu kiểu như mẹ. Chậu kiểu như nuôi đó. Nuôi đấy hả? Dạ. À, nuôi nghe hả? Vì cho nuôi nghe đó. À. Cái gì nuôi rồi, cái giờ người da sẵn sóc cho mũi luôn ấy. Dạ. Thằng đau với bạn người da nữa không? Bây giờ đau bị tật thì chữa mà cũng giống. Dạ. Thôi chứ con xin phép nghe. Dạ, xin cảm ơn. Mua gạo, mua đồ ăn à. Ăn. Dạ. Xin cảm ơn cả con, gửi là cả dạ. Con. Chạy về liền để em mang thuốc và mang qua nhà hảo tâm về cho hún đấy. Dạ dạ. Dạ. Hello hún. Dạ mẹ con dắt về. Em đau lắm à? Bị sốt. Sốt thế à? Đỡ thế này. Bị sốt vậy nên em liệt nằm bật tôn thư. Nằm chỉ cần gọi mặt không đến đó. À được. Chỉ này lắm. Bị sụn trời không mẹ bị xuống đâu rồi đấy chi là đem thuốc về nhé đem thuốc về liền để cho kịp thời chứ muốn bầu uống cái đường đấy mạnh quá à đây vitamin C ngang miligam đấy dưỡng tăng sức đề kháng cho máu lành được thương rồi máu được tetanol này chụp này chị hướng dẫn cụ thể sao ấy vì dạy giảm vô cho đoan hoang con chưa nói sơ là tetanol là giảm đau hạ sụt này khi mà nhức đau nhức là uống tiếng để chụp chị dạng cụ thể chứ còn cái này là bộ tổng hợp này còn chụp này chị dạng chứ cái này là vitamin D này canxi bộ xương đấy là cần thiết cái á thuốc á bộ này thuộc này là chị tắt từ nơi cái chai lớn ra dạ yeah. Chị dưới trên cái chục này chị hướng dẫn cụ thể sao à, còn tôi là của anh chú chị Thanh ở Mỹ đó được được cho hơn 8 đô dạ thêm 3 triệu là cô Châu Lan ở Mỹ dạ yeah. Cảm ơn chú Lan ở Mỹ 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu cô yeah. Châu Lan ở Mỹ hê dạ yeah. Đó, thuộc à chục này cô hướng dẫn con tiền 3 triệu cô Châu Lan cô bỏ đây nhé dạ yeah. Hỗ trợ thêm bôi dưỡng được thang ấy, dạ, với má chị dâu nữa rồi, được giáo được cô về, ai à, chị về chị má chị dâu chứ, dạ. Ừ. Bỏ xe ra ngay viên này, dạ, ngay giờ mình tính mình về, buổi sáng ấy, dạ. À, à, bộ canxi cứ một ngày viên được, dạ. Đi tên luôn, giảm đau khi mà uống ngay, mua đậu là uống, ở đau uống một cây một đến ba viên, cách nhau 4 viên. Thuốc bộ tổng hợp cũng một hai một viên hết. Dạ. Không phải là được không? Không phải là... Chỉ được đừng kiểm tra được.
Chuyện thứ hai chị ổn rồi. Ừ. Có đêm mưa có đêm hẳn á. Chuyện thứ hai là ổn. Dứt quá chưa chuột nữa mà dứt quá là cứ uống đi trước đi. Có uống cái anh chị thú thắng là quan tâm lắm. Dạ. Chị rồi bây giờ cũng về chạy bừa ra. Dạ. Hết là nói chị đem về tiệm nhá. Dạ. Cho sự bỏ đấy cũng có cái chất chống dạ, ẩm dạ, dạ. Ẩm thuốc ấy. Sợ mà bảo quản á. Không không sợ ẩm thôi chứ con dạ. Con bảo quản thì không sợ thuốc con đạt dai lắm. Dạ. Ừ. Cô Lan đặt ô. Đặt trên cái tàu. Có tiền mua thuốc. Mà uống để cầm cự quá mấy ngày. Ừ. Rồi. Em cứ thương gần thương ngoại đi. Dạ. Yeah. Yeah. Chị lên đấy, bây giờ chị đem dâu nghe. Dạ. Hướng trước hướng sau. Đi mua đang về chân. Tại vì đi mua trái đấy để sáng thuốc á. Dạ. Dạ. Vô mà sáng thuốc xong mua cái dâu. Ra cái nó cho cháu được dạ. 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 Mưa tổng quá tôi phải mua cái. Cố gắng nghe. Dạ. Khi mà hết thuốc nói chị nghe. Dạ. Để chị về chị đem luôn hết. Dạ. Chứ cứ cố gắng mà uống thuốc bổ đi. Uống xế cho tăng sức cương cái cơ sản mà cái việc thương máu lăn nữa. Vâng, thương lăn nữa sợ cho cái tiêu kỳ kỳ cũng sợ trở tới thế. Kinh chứng nữa chứ. Trở tới cái đi bởi không? Vậy cả đập thư tiện thì em mình. Cái chứng cái giọng chắc bổ hẳn ngọt ổn được cái đó. Dạ, ăn ổn. Vừa thế đắng bổ cái thôi thì em mới chơi nạp chứng với em. À, nạp cái này. Chứ đau rồi, lấy uống ít, uống cái viếng đi cho giảm đau liền, tí tên nôn, giảm đau. Dạ. Trời thôi, chẳng phải uống. Đúng rồi. Ừ. Bởi thêm, phải uống, canxi vậy, thêm loài... Này, canxi này hả? Dạ. Cái loài bổ xương. Được rồi, bổ xương đấy. Dạ. Bổ xương. Bị thêm mình đi. Thì cái loài nó lần cậy bữa nó bị liêng. Liêng trong trong đây này, thấy không? Liêng trong trong này. Liêng thôi được rồi. Yeah. Để con uống mấy cùng chị ăn tùy thú thánh bánh mì gửi bánh mì về luôn. Dạ. Yeah. Có mấy thuốc đang uống đỡ, đợi cực có cố đỡ uống đỡ cực. Cực thế, vàng cái chặt thế. Dạ. Rồi, lấy cái đã. Bạn ơi. Hai đi nặng được 2 ngày thôi cho nên tán thủ đi. Dạ. Lập đập với đây chắc mưa làm vài quả làm đến nổi nè, cho không đau á. Cho không đau đau ra. Ừ, mình lên. Đi rồi, đi rồi, dập dọ nữa. Ừ, rơi cục rơi tiệc mà thay đổi đi rồi. Chịu rồi giống như huynh thế. Dạ. Không có cái tiền mà đừng chuyển ra được. Ừ. Chuyển ra là chịu rồi. Ừ. Cứ ngày nặng mà mới bữa còn nặng là chịu rồi. Cái ngày nặng là nhiên. Chị mẹ nghe nó thấy ổn rồi. Ổn. Ừ, ổn. Thôi con nằm nghỉ đi con. Thôi, dạ. Bật lên này. Dạ, cái chị rồi dạ. Con tỏ